có chợ đầu mối không? Xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình cập nhật giá dừa sim tại chợ đầu mối Hóc Môn nha quý vị. Ở đây là nơi bán dừa của anh Đực nha quý vị. Anh bán rất là nhiều dừa luôn. Trên màn hình video quý vị đang xem là có cái số điện thoại của anh Đực đó. À, quý vị ở xa đó mình mua dừa để giờ mình bán thì ở đây có bán sỉ, giá nó rất là rẻ luôn nha quý vị. À, xa như cả Vũng Tàu á, thì Vũng Tàu Tây Ninh á, cách đây cả chừng 100 cây số thì mình mua cả chừng thiên dừa là có ảnh giao rồi nha quý vị. À, mà đi giao như thế nào á, phụ tiền vòng sao á, cứ liên hệ trực tiếp với anh Đực là ảnh chở đi ảnh giao hết á. À, những cái người xa xa đó đến đây mua dừa ảnh đi về bán cũng nhiều lắm quý vị. Cứ có cái số điện thoại trên màn hình video quý vị đang xem á thì mình cứ liên hệ mình nói chuyện để mình mua bán với ảnh. Ở đây á là dừa này, là dừa sim này nè quý vị. Dừa sim này á là 55.000 một chục 12 trái là giá sỉ nha quý vị, mua nhiều á là cái giá nó rẻ vậy đó, một chục 12 trái loại này nè đó quý vị đang xem á. Còn á dừa ta một chục 12 trái 90.000 thôi quý vị, dừa ta trái nó lớn dữ lắm. Thì chợ đầu mối Hóc Môn mà đặc thù của chợ đầu mối Hóc Môn mà ha, cứ hả mình mua nhiều cái càng nhiều là càng rẻ nha quý vị. Bây giờ là 6 giờ sáng đó quý vị. Ở đây người ta cũng có mua về đó, người ta tiêu dùng ở gia đình đó, một hai trái đó. Ở đây cũng bán lẻ luôn đó. Đây là dừa sim đúng không quý vị, một chục 12 trái 55.000, trời nó rẻ dữ lắm quý vị. Con này là mã lai quý vị, mã lai này nó ngọt hơn, nó mát hơn một chút, như là cũng 65.000. 65.000 á, một chục 12 trái giá sỉ á quý vị, mua nhiều á. Ở đây dừa ta quý vị. Đó. Cái đống dừa ta trái lớn nhiều lắm quý vị. Cái loại lớn này nè, loại mắc nhất của ảnh là có 90.000 thôi quý vị. 90.000 một chục 12 trái. Để chờ coi cái trái dừa nè, trái nào lớn dữ lắm, lớn quý vị. Ở đây mình lại mình mua lẻ ăn trái cũng bán nha quý vị. Ồ, coi trái dừa nè, quá sức trái dừa, nó lớn lắm nha quý vị. Ở cái tay tôi lớn nhiều lắm á. Ở dừa ta đó, mắc nhất của ảnh là chỉ có 90.000 chục 12 trái. Mình vô mình lựa thoải mái nha quý vị. Ở đây là cho mình lựa luôn. Ở đây ảnh bán rất là dễ quý vị, ảnh bán là chủ yếu là cái số lượng nó nhiều vậy. Và mua dừa ở chỗ của ảnh thì ở đây là ảnh có dừa quanh năm luôn nha quý vị. Tại vì ảnh mua vườn của người ta đó, ảnh mua trước vườn á, thành ra ảnh mua rất là nhiều vườn, thành ra là có dừa quanh năm luôn. Chứ không phải mà các bạn mà mua cái mùa mưa đó mà có, mà mùa nắng mà mua không có cũng thua nha các bạn. Đó, mình mua mình kinh doanh là phải ổn định quanh năm. Thì ở đây là, đây nè, giới thiệu với các bạn đến đây là chỗ này là bán ổn định quanh năm luôn. Hả, mình có sống và kinh doanh về cái ngành mà buôn bán dừa thì rồi đây chụp tấm hình này luôn. Hả, mình mua bán dừa mà ổn định quanh năm thì mình giới thiệu ra nha quý vị. Có cái chung cư đó quý vị. Đó, trên cái hình video đó, các bạn thấy cái chung cư không? Ở sau cái chung cư, ở sau cái chung cư đó, đi thẳng đến đây
là chỗ bán dừa của anh Đạt ở, nằm ở vị trí là nằm ở đằng đằng sau cái chợ đầu mối Hóc Môn nha quý vị. Đó, sau cái chung cư con đường quý vị đang xem đó, trên màn hình video đó thấy đó, là chạy tới đây. Còn mà mua bán dừa ở đây là nó cứ quanh năm. Thế mình muốn mà có nguồn hàng ổn định mà mua bán lâu dài quanh năm, không bao giờ mà nó không hàng thiếu hàng, thì mình giới thiệu ra đây nha quý vị. Đó, giá cả thì mình tham khảo á, hiện tại bây giờ thì giá nó vậy đó, cái giá nó tham khảo là một chục 12 trái dừa ta loại lớn 90.000, dừa sim loại mà rẻ nhất á là một chục 12 trái 55.000, rất là rẻ luôn. Mình làm video này á, với mục đích đó là kết nối với cái người mà mua bán dừa đó đến với cái chỗ mà bác sĩ dừa á, tại chợ đầu mối Hóc Môn, để cho quý vị á, làm ăn được á, thì trên chợ đầu mối rất là vui nha quý vị. Mình đó là làm á, là mình lập cái kênh ra là ý mình muốn vậy, mình kết nối giữa cái người nông dân sản xuất ra cái sản phẩm á, đến trực tiếp với bà con tiểu thương tại chợ. Rồi quý vị mà ở dưới quê á, mình trồng có dừa thì mình lên đây liên hệ với anh Định để mình bán luôn nha quý vị. Anh phải mua, anh mới có anh bán. Rồi những cái người mà muốn mà kiếm cái nguồn hàng á, mà mua bán ổn định lâu dài thì cũng đến đây, có cái số điện thoại trên màn hình video á, các bạn có liên hệ mua bán cho anh. Anh vui vẻ cởi mở lắm nha quý vị, vui vẻ lắm, dân miền Tây á, nói chuyện chân tình nó vui vẻ lắm, rẻ, bao rẻ luôn. Ngày nào anh cũng lên mấy mười mấy thiên, chục thiên hơn nha quý vị, hai xe luôn, lên bán nhiều lắm. Còn khách lại mua lẻ, bán lẻ vậy chứ. Ảnh là chủ yếu anh bán mối nha quý vị, bán sỉ. Wow, sức dừa. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.